Chào các bạn, hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi vườn dừa Bảy Mẫu nha, ở Gà Hội An. Khi các bạn về đây thì có dịp ghé thăm cái chỗ này, thấy rất là hấp dẫn. Họ sẽ đưa mình ở trong cái thúng rồi mình đi vòng vòng cái con kênh và mình sẽ coi những cái dừa nước hả anh? Dừa nước. Tham quan dừa nước với xem biểu diễn truyền thống, phát bài chòi và giải chài. Nói chung là rất nhiều dạ tham quan trải nghiệm cho biết vườn dừa Cẩm Thanh này ở nằm ở Cẩm Thanh vườn dừa Cẩm Thanh. Cái vườn dừa này lớn cỡ bao nhiêu anh? Hồi trước đó là bà để 7 mẫu chị cũng vài chục mẫu rồi chị. Chừng nhảy cái dừa này nhảy nhiều lắm. Xíu nữa rồi mình vậy rồi họ có chặt dừa cho mình ăn không ta? Đó là có luôn. Nếu mà mình đi hết cái này là còn mấy ngày hả anh? Cũng là tầng gần tới bờ biển lận. Nó ra tới gần tới đó. Con cào đó. Ở đây gọi con cào, con nho, con cào. Anh Phương ơi, một ngày anh làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Làm cả ngày nó có khách mình mới bơi, tới số mình mới bơi. Tới số là mình đưa vô là mình bơi khách. Trải nghiệm. Vườn dừa gần thằng kia kìa. Để em quay gần sát cho mấy bạn thấy nó rõ hơn. Bao lâu là họ hái là sao anh? Nó có cơm như vừa tái vừa gố mình đó, vừa tái mình đó. Thế là nó có cái muối chứ không phải là thế là mình ta một bùn ra là nó có nhiều tái nhỏ nhỏ. Đó anh chỉ do em chỉ cho mấy bạn coi kìa. Đó một bùn nó có nhiều tái nhỏ đó đó. Mình ra chứ không phải là đây là một tái này, một tái này. Đó nhiều tái đó. Thank you.
chỗ này rất là vui nha các bạn. Các bạn nhớ đi, khi ghé Hội An thì nhớ ghé cái chỗ du lịch này. Dịch vụ là du lịch thiền thú nông thôn, trải nghiệm rất là fun, rất là vui các bạn ơi. Phong Ca recommend, giới thiệu với các bạn ở đây nên đi khi mình về Việt Nam. Ở đây cũng mới bị bão xong cho nên người ta cũng chặt hết một mớ dừa
phần cảnh thôi. Cái vườn dừa này là thuộc về ai anh ha? Người chủ của cái vườn này nè. Cái vườn này là chủ nhiều chủ của nhà nước quản lý. Thuộc về nhà nước hả? Dạ, cũng có xã Cẩm Thanh phân bổ ra cho dân tự quản lý. Anh là xã chứ không lên phường, bởi vì xã Anh Hùng. Xã Anh Hùng là nếu hồi xưa chiến tranh là liệt sĩ nhiều đó. Họ ở dưới dừa này. Dân quản lý họ tự họ đấu dừa mà nhánh dò là họ đấu đó, chứ không để gì. Đấu là để họ lùm nhà dừa rồi đó, lùm canh cây dừa, bầu quán cà phê rồi đó. Đây là một trái dừa nước của vườn dừa Bảy Mẫu nè các bạn. Sẽ chặt ra làm hai cho các bạn coi nha. Ok. Yeah. Oh. Đây là nó quả này nó chưa được già. Cái này nó chưa có được già lắm nha các bạn. Đúng rồi. Mà nó thì hình thức nó như vậy đó. Đây. Lần đầu tiên Phong ca mới thấy cái trái này mà ở trong ruột á. Đây nè các bạn. Rồi xong rồi mình lấy làm sao anh, dễ lấy không? Có muỗng nào thôi. Mà nó giò là nó kín đi chứ không phải nó chè là nó kín đi mới nấu được. Khi mà muốn nấu chè thì cái này nó hơi non, nó đúng phải rồi. Dài chút xíu thì mình lấy cái muỗng cậy ra. Đúng rồi. Và đây là cái buồng dừa nè các bạn. Và đây là cái muối chặt ra, nó sẽ nhìn giống như thế này. Ở trong thì họ lấy cái muỗng, cái nĩa họ cậy ra. Đây là buồng dừa nước. Cậy ra và họ đã tặng mình ly chè giống như hồi nãy trong này đây. Đi chang. Đó. Chè này ăn rất là vừa miệng nha các bạn. Nó ngọt mà nó ngọt thanh. Rất là ngon. Yeah. Rồi các bạn ơi, các bạn biết cái anh chủ của cái chỗ mà Nông Thôn Travel truyền thống này á, là các bạn nghĩ là ảnh rất là già phải không? Nhưng mà anh này rất là đẹp trai các bạn. Đây, cho các bạn nhìn rõ đây, rất là đẹp trai nha, rất là vui tính và rất là cởi mở với tụi mình. Đó, nên khi các bạn về du lịch ở Hội An mà ở Việt Nam này thì nhớ check in cái quán của anh này nha. Rất là vui nha. Đây là cái dừa nước là đặc sản để cho khách đến đây để trải nghiệm. Và bà con ở đây là chế lại cái món chè dừa nước rất là ngon, bây giờ rất là phổ biến, rất là hot tại vườn dừa đây. Cảm ơn mọi người nha. See you. Mình sẽ dẫn các bạn đi đờ cánh đồng. Qua đường ở đây phải có người dẫn qua các bạn ơi, xe đông quá chừng à. Mình vừa ăn và vừa nhìn về những cánh đồng. Lên lầu đi cho thấy rõ cho các bạn ha. Hôm nay Phong ca dẫn các bạn tới chỗ cái quán gần Hội An. Rồi nó sẽ có một cái tiệm tên là Đờ Cánh Đồng. Mình ngồi vừa ăn vừa hóng gió. Phong cảnh rất là quê hương. Ngồi trên này thì mát nữa.
rất là đẹp. Quán này họ có bảng giá luôn cho mình các bạn, chẳng hạn như cơm lam ống tre nè là 29 đồng, 29.000 một ống. Cá lóc nướng ống tre 100.000. Cá rô đồng nướng mắm gừng 89.000. Ở đây họ có mấy món cũng đặc biệt lắm nha các bạn. Chuột đồng miền Tây nè, rồi dế đồng, cá nướng 139.000. Đây là cái món rất là đặc biệt, mới lần đầu tiên mình sẽ ăn cái món này là bí nụ xào tỏi. Cái này là cái trái non của trái bí á các bạn, nhìn hấp dẫn. Còn đây là cơm lam, cơm người ta nhét vô ống tre các bạn. Ăn cái cơm này mình phải hơi cực ha. Cơm lam nè các bạn. Bữa nay mình vô cái quán đồng quê nhìn nó mới có mấy cái món này. Bị lá dứa. Thử ngon mềm. Ngon không? Ngon. Rất chi là phê. Nó mềm. Nó dẻo. Nó ngọt. Nói chung là cái nếp này nè, nó rất là đặc biệt đó mấy bạn. Nó không có giống nếp mình nấu sâu ở nhà. Bây giờ cái nếp này là nó ở miền núi á. Đây là món lẩu mắm miền Tây nè các bạn. Coi có gì trong đó ha. Không chưa nước lèo không? Cái này mình đang nấu cho nó sôi lên rồi bỏ mấy cái đồ này vô. Có cái món rất là đặc biệt đó là gà trong cái nồi đất này nè, rồi mình đập ra con gà nó nổ ra rớt ra. Nên mình đập cho các bạn coi nha. Đó. Đó. Thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa các bạn? Lần đầu tiên mình đập cho nên kệ nó gạn tay. Quá tuyệt vời. Đó các bạn, sau khi Phong ca đập rồi thì mình chưa có kinh nghiệm, cho nên mình phải hốt con gà này vô những cái mâm lại. Và cái người ở nhà hàng này họ sẽ lấy vô, họ xé ra và họ sẽ bưng lại cho mình. Lẩu mắm miền Tây. Đây là tiệm mình mới ăn xong đó các bạn. Gà đập niêu mà hồi nãy mình đập cho các bạn coi đó, là phong cảnh ở ngoài đây. Hồi nãy tới sớm thì không có xe, bây giờ thì rất là đông. Rồi các bạn ơi, mình tạm ngưng cái video ở đây nha. Mình sẽ còn nhiều chỗ đi chơi và những cái món ăn ngon lạ sẽ giới thiệu cho các bạn khi mình còn ở Việt Nam này. Các bạn chỉ việc cho Phong Ca một cái thích và một cái chia sẻ để Phong Ca có động lực làm tiếp.
Và thank you for watching. Bye bye.